Rồi chào anh em. Đây mình lên giải cái yên phun một nha anh em ơi. Rồi nhanh lẹ cái yên đầu tiên anh em ơi. Yên đầu tiên nha. Yên này xe này đời mấy đây? Rồi này đời 2002 nha anh em ơi, 2002 nha. Mốt thì còn về cua luôn nè. Da thì có hơi cũ nha, anh em về bọc lại xài nha anh em ơi. Nói da thì anh em bọc lại xài nha. Rồi 150 bao ship nha anh em ơi. 150 bao ship cái yên số 1 nha anh em. Da bán rẻ đâu mày, 150 bao ship đó anh em về nè. Anh pha là quay thái, anh em nào yên bị nó hay bị xẹp á, anh em nên mua ra về lấy mốt ra, ra tiệm kêu thợ ta gạt người ta gọt lại ngồi bao im nha, ngồi im bao im hơn anh pha như quay thái nhiều anh em ơi. Giờ em bán này người ta lấy mốt về người ta gắn vô quay thái á, anh pha đó này nó cũng tương đương với nhau mày, về ra thợ người ta gọt lại xíu à, nó gắn vô là ngồi bao im đít luôn, ngồi cái là có người yêu liền anh em. Rồi mở số 150 bao ship nha anh em. Rồi mở số 2 luôn anh em ơi. Mở số 2 luôn nha anh em. Này 2002 nha anh em. 2002. Rồi mod da còn gì cui nè, mod da zin này đủ nha anh em ơi. Da zin này đủ nha. Nó giá xét anh em làm gì làm nè. Da này còn có thấy còn ok nè, có lủng lỗ miếng thôi. Nó anh em về làm gì làm nha nè. Cũng xíu thôi. Còn lại xài ok nè. Rồi bán xét anh em thì về gắn vô về lấy mod gắn vô quay thái anh pha nha. Rồi 150 bao ship. Mở số 2. Rồi cái mã số 3 nè em ơi. Này anh pha nha em ơi. Anh pha nè, mod còn dày cui luôn. Mod còn dày cui luôn nha anh em. Nó này mod dày cui luôn nè. Rồi 2004 nha em ơi, 2004 nha. Nó luôn bát nè, bát còn có khá nè. Bát còn dốt dốt nè em ơi. Hai này đâu còn nguyên nha, còn dày cui luôn nha anh em. À, bát còn nguyên nè. Nó bát không bán 100.000 này, yên bán vậy thôi. Rồi để năm nay 200.000 bao ship nha anh em ơi. Yên với bát anh pha nha. 200.000 bao ship nha anh em, về gắn Trung Quốc y bài luôn. Anh em về bọc lại xài nha. Da thì có hơi xấu. Rồi bán rẻ xác luôn, 150 bao ship luôn anh em ơi. Bán xác luôn nha anh em ơi. 150 bao ship cần bát thôi nha, quá rẻ đi anh em ơi. 150 bao ship kèm bát luôn nha. Mã số 3. Rồi mã số 4 nha anh ơi. Mã số 4 đời 2000 đời 2004 năm 2004 luôn nha anh em. 2004 nè. Đó, bát bọng là nguyên hết nha, không có nào gãy nha, gãy dục hết rồi nha. Rồi anh em về lọp lại xài nha anh em. Thiên này hơi có đắt, anh em về lọp lại xài thôi. Rồi 150 bao ship luôn anh em ơi, mã số 4 luôn nha. Rồi mã số 5 anh ơi, đời 2004 anh em ơi, 2004 nha. Này này y này mới lập nè, còn đế về cua rồi, mốt về cua luôn anh em ơi. Này mới lập nè anh em. Hơi dơ nha, để mà bắt bụi hơi dơ. Rồi về dùng liền luôn, 200 bao ship nha anh em ơi. Về dùng liền luôn nha, không rách luôn à. 200 bao ship nha anh em. Rồi mã số 5 200 bao ship. Rồi này đời yên đời 2000 em ơi. Tháng 1 năm 2000 nha anh em. Đó trời tặng nhà hình luôn. Anh em về lọc lại xài nha. Da rách thì có rách nhẹ em ơi, rách nhẹ miếng nè. Anh em về lọc lại xài nha. Rồi 150 bao ship luôn. Mã số 6 nha anh em, 150 bao ship. Rồi y số 7 em ơi, y số 7 nha, y này quá, mod này quá trời dày luôn nè anh em, quá trời dày luôn nha. Này bị hư nè. Anh em về lấy mod gắn vô pha qua nhỏ nha. Rồi mod này quá trời dày luôn rồi nè. Dày cua luôn anh. Này siêu dày luôn. Mod zin nha anh em, mod zin này đủ nha. Rồi 100.000 bao ship nha anh em ơi. 100.000 bao ship nha. Cái mã số số 7. Nó này bị gãy nè em ơi, về lấy mod xài nha em ơi. Nó 100.000 bao ship luôn anh em ơi. Về lấy mod gắn gôn pha quay thái đầu quay rim cúp được hết em gọt lại xài nha. Này nó cũng ná ná nha thôi, gọt lại xíu là xài được, gắn vô được thôi. Rồi 100.000 bao ship. Rồi anh em cần gì liên hệ nha anh em ơi, xin chào anh em nha.